Thanh Tâm kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe. Thưa quý vị, vẻ đẹp của làn da phụ thuộc nhiều vào lượng collagen có trong cơ thể. Collagen góp phần duy trì sức khỏe và làn da căng mọng trẻ trung. Bên cạnh đó, collagen duy trì sự săn chắc của da, tăng cường độ ẩm, giúp tế bào da tự phục hồi và làm mới. Hãy cùng chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe kỳ này tìm hiểu về quá trình làm đẹp an toàn và tự nhiên bằng collagen ngay sau đây. Hiểu được nhu cầu làm đẹp an toàn bằng collagen ngày càng cao của các chị em phụ nữ, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dược Mỹ phẩm ICC đã cho ra mắt sản phẩm XS Max Collagen, sản xuất từ thành phần collagen cao cấp, nhập khẩu từ các nước có ngành làm đẹp phát triển như Đức, Pháp, Nhật Bản. XS Max Collagen dạng nước có cấu trúc nhỏ và chứa lượng axit amin cao hơn, giúp lượng collagen hấp thụ vào da qua đường uống lên đến 90%. Sản phẩm XS Max Collagen là một sản phẩm mà nó đã được các cái cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đây là collagen thủy phân được nhập khẩu từ Đức. Thứ nhất là do thủy phân cho nên nó chỉ có cái trọng lượng phân tử nhỏ bằng 1/60 các cái phân tử collagen bình thường. Cái thứ hai là chính vì nhỏ cho nên nó được hấp thu tốt hơn gấp 7 lần so với collagen thường. Và đặc biệt nó có một cái tỷ lệ tương thích đối với da người, cho nên so với các collagen động vật thì collagen thủy phân này nó có tác dụng tốt nhất. Khi sử dụng sản phẩm, mình cảm thấy là sản phẩm rất dễ uống, có vị ngọt thanh, rất là tiện lợi khi mà mang theo. Chỉ sau 21 ngày, mình đã cảm thấy là da đã căng sáng, trắng bóng, mịn màng, các vết nám tàn nhang và các nếp nhăn cũng mờ hẳn đi. Đặc biệt là sản phẩm đã được cấp phép và chứng nhận, nên là mình rất là yên tâm khi sử dụng. Cùng với sự kết hợp của nhiều thành phần thiên nhiên như nhau thai cùng đông trùng hạ thảo, sữa ong chúa, vitamin nhóm B và E, XS Max Collagen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố, tăng cường sức khỏe và làn da, mái tóc. Do đó, việc bổ sung XS Max Collagen giúp kìm hãm quá trình lão hóa và kích thích sự tự sản xuất collagen của cơ thể, từ đó sẽ cải thiện tình trạng sạm nám, nếp nhăn, da khô, giúp da căng bóng và đều màu hơn, duy trì nét tươi trẻ. XS Max Collagen được đóng gói nhỏ gọn, tiện lợi trong việc sử dụng khi đi làm, đi chơi hay tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thưa quý vị, con cái là tương lai và hy vọng của cha mẹ. Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình hay ăn chóng lớn, thông minh học giỏi mà ít khi để ý đến vấn đề vệ sinh cho trẻ, đặc biệt là các bé gái. Nhiều người hiện nay quan niệm rằng các bệnh phụ khoa chỉ người trưởng thành mới mắc phải. Nhưng trên thực tế thì ngay cả trẻ nhỏ nếu không được chăm sóc và vệ sinh đúng cách vẫn có thể mắc bệnh. Vậy có những phương pháp nào để chăm sóc và vệ sinh cho trẻ để đạt hiệu quả tốt nhất? Xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Chị Yến ở Hà Nội, dù đã rất cẩn thận trong việc vệ sinh cơ thể cho con gái của mình, nhưng thời tiết mùa hè nóng nực, bé ham chơi, da nhiều mồ hôi nên thường xuyên bị ngứa ngáy, ửng đỏ vùng kín, khiến bé khó chịu. Cả gia đình chị Yến rất lo lắng, đã tìm nhiều phương pháp khác nhau, từ bôi đến mua các loại lá cây về tắm cho bé, nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Trong một lần đưa bé đi thăm khám, chị được biết thực tế tỷ lệ viêm nhiễm vùng kín của bé gái không hề nhỏ. Một trong những nguyên nhân là mẹ vệ sinh vùng kín cho bé không đúng cách. Theo số liệu của các chuyên gia nhi khoa, có tới 90% các mẹ đang áp dụng sai cách vệ sinh cho các bé gái hàng ngày. Dưới đây là 5 sai lầm khi vệ sinh vùng kín cho trẻ. 1. Vệ sinh vùng kín bằng sữa tắm. 2. Vệ sinh vùng kín bằng phương pháp truyền miệng như lá chầu không và lá chè. 3. Vệ sinh vùng kín bằng nước sát khuẩn như nước muối. 4. Vệ sinh vùng kín bằng nước thông thường. 5. Vệ sinh vùng kín bằng dung dịch vệ sinh dành cho người lớn. Trẻ nhỏ cần có sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt của cha mẹ. Để con có sự phát triển hoàn thiện thì vấn đề sức khỏe cần đặt lên hàng đầu. Trong đó, việc vệ sinh vùng kín cho con, đặc biệt là các bé gái từ 1 tuổi trở lên, tưởng chừng đơn giản nhưng đặc biệt quan trọng và phải biết cách vệ sinh an toàn, sạch sẽ cho bé. Khi đã lớn rồi thì nó có những cái hoạt động, ví dụ như sinh hoạt, rồi ngồi, đi bơi, xuống thể tắm, tiếp xúc với rất nhiều những cái nguồn mà có vi khuẩn. Các bà mẹ nghĩ rằng chỉ cần sử dụng những nước như là tắm xong lấy luôn sữa tắm để dùng. Hai cái pH này nó khác nhau, cho nên khi sử dụng vào nó sẽ ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa là có người cho dùng ngay nước muối sinh lý, thì nước muối sinh lý thì nó lại làm giữ ẩm, làm cho cái độ ẩm ấy nó sẽ bị nhiều hơn, rất dễ nhiễm khuẩn. Và có các bà mẹ thì cứ nghe truyền miệng lẫn nhau rằng là chúng ta có thể sử dụng lá chầu không hay là lá chè tươi để rửa, thì cái này nó là có rất nhiều chất nó làm khô đi, làm cho cái niêm mạc của bé nó cũng bị khô,
cho nên là nó dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Sau khi được tư vấn, chị Yến lên mạng tìm hiểu về dung dịch vệ sinh trẻ em có tên Siêu BB. Sản phẩm này dùng cho các bé từ 1 tuổi trở lên, hỗ trợ hiệu quả, giúp làm sạch nhẹ nhàng vùng da nhạy cảm, giữ cân bằng pH lý tưởng cho bé, giúp khô thoáng, mềm ẩm, bảo vệ bé khỏi hăm, viêm nhiễm, nấm ngứa, giúp con phát triển bình thường. Các thành phần trong Siêu BB đã được các chuyên gia y khoa nghiên cứu, thử nghiệm kỹ lưỡng và sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP. Chính vì chúng ta từ trước đến nay cũng không quan tâm, cho nên khi có được một cái sản phẩm như Siêu BB thì tôi đánh giá rất cao. Bởi vì đây là một cái sản phẩm nó có rất nhiều cái tính ưu việt, nó có acid lactic để nó giúp cân bằng lại cái pH của bụng đạo. Ngoài ra nó còn làm cho cái vùng này khi sử dụng xong nó có một cái tính chất giống như dưỡng ẩm, làm cho cái vệ sinh những cái vùng ấy xong thì làm cho cái niêm mạc cái vùng ấy nó vẫn mềm mại, giữ được cái độ pH như lúc đầu. Ngoài ra quan trọng nhất là người ta thấy rằng nó có acid lactic giúp được vi khuẩn cân bằng lại độ pH. Trong cái sản phẩm Siêu BB này tôi đánh giá cao ở cái thành phần của nó là không chứa hương liệu, không chứa chất tẩy rửa và không có chất tạo bọt. Chính vì thế mà khi chúng ta sử dụng lâu dài, an toàn và nó hoàn toàn vẫn đạt được cái hiệu quả. Sản phẩm dùng được cho các bé trai và bé gái, độ tuổi từ 1 tuổi trở lên. Qua thời gian phân phối trên thị trường, sản phẩm đã ghi nhận nhiều ý kiến tích cực từ phía người dùng. Cứ vào cái thời tiết nắng nóng hay là cháu vui chơi vận động, nhất là mùa hè như này này, là cháu về là hay kêu khó chịu, ngứa ngáy. Rồi là tôi kiểm tra vùng kín của bé là thấy nó cứ bị đỏ, rát rồi hăm, rồi có cái mùi rất là khó chịu. Thì tôi rất là lo, thì tôi có cho cháu đi khám bác sĩ. Còn sau khi dùng sản phẩm Siêu BB này thì tôi thấy là cháu đã hết hẳn cái tình trạng bị hăm, rồi viêm nhiễm, rồi cái mùi khó chịu cũng biến mất. Và thấy là cháu vui chơi, thoải mái vận động. Đổ ra tay mình sờ thì mình thấy cái chất dung dịch của nó rất là mềm mịn. Và khi mà sử dụng một thời gian thì là mình thấy bé nhà mình đã giảm hẳn cái tình trạng viêm ngứa và cái mùi khó chịu. Mình rất là hài lòng với sản phẩm này. Khi xã hội càng phát triển thì con người càng quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì việc mải mê kiếm tiền để cho con có một cuộc sống sung túc, cha mẹ hãy dành nhiều thời gian bên con để trẻ được phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.